tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Đời Vắng Giê-xu của tác giả Khắc Dũng. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ca khúc ấy qua giọng hát của chính tác giả. Xin giới thiệu cùng quý vị nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Dũng. Trống vắng khi không còn bóng dáng Giê-xu, những cơn muộn phiền về vây kín tâm hồn con, vì con yếu đuối nên bao lần chơi bóng Giê-xu cách xa cội nguồn, rồi đánh mất đi an bình. Hỡi Giê-xu hỡi, con ao ước Chúa luôn kề bên con, an ủi và chăm sóc hồn đau đớn lúc con quỳ ngã. Con khao khát đón nghe lời yêu thương, chia sẻ bao lo lắng và nâng đỡ lúc con lầm lỡ. Nhớ những lần con bối rối khi con gặp ánh mắt Giê-xu, xót xa lặng nhìn vì con đã không thủy chung. Giờ con mới hiểu đã bao lần Giê-xu thứ tha, bởi con ngại ngần nên đã bỏ qua ơn trời. Sẽ bao lo lắng và nâng đỡ